Hi. Yeah. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã đến với một video Minecraft mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video Minecraft mới cho anh em xem đây. Và trước khi vào video này nè, để mình phải trốn mấy cái bạn fan này đã. Trời ơi trời, mấy bạn ấy cứ đuổi theo mình hoài, mình không thể nào chào được. Mình sẽ lấy bộ đồ Spider-Man ra. Ok, lấy bộ đồ Spider-Man nè. Rồi, biến thành Spider-Man rồi. Bắn tơ, bay lên nóc nhà. Ui, chiu, bay lên nóc nhà luôn. Đó, ghê chưa. Để kể bộ đồ đã. Ok. Rồi ok bạn ơi, hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video Minecraft mới cho bạn xem ở đây. Và hiện tại á, là mình đang chơi ở trong server HeroMC.net các bạn ơi. Mấy bạn đừng quên là hãy vào trong server này để chơi game cùng với những YouTuber của Hero Team nha. Đó, thì mình nói thật các bạn luôn á, dạo gần đây á, Hero Team bọn mình rất là hay vào trong server để chơi Bad World nè, chơi ai là kẻ giết người nè. Đó, có nhiều người chơi lắm, nhiều YouTuber giờ để chơi lắm, cho nên các bạn nào mà là fan của Hero Team á mà muốn gọi là chơi game cùng với Hero Team á thì các bạn cũng đừng quên là hãy vào trong đây để gọi là chơi cùng với bọn mình nha. Đó, bọn mình lúc nào cũng online trong đây hết á. Ok. Và hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào anh em ơi? Mấy bạn biết không? Hồi nãy á mình để ý mình thấy anh Siro hình như là vào trong gọi là Bad World chơi sao bạn ơi. Trong Bad World hiện tại bây giờ là có anh Siro đang chơi Bad World nè. Cho nên mình mới vừa nghĩ ra một cái ý này là mình sẽ vào trong gọi là game Bad World để mình join anh Siro các bạn ơi. Nghe hấp dẫn không? Đó. Từ trước giờ mình join Tàn gọi là join Mr. Dịch nè, join Timmy, join Sammy nè, chứ chưa bao giờ join anh Ro cả. Hôm nay mình sẽ làm một video gọi là join anh Ro nha các bạn. Ok. 1 hour later. Ok các bạn ơi, thì hôm nay mình có mời đến một anh YouTuber vào đây chơi chung mình, đó chính là anh Siro các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ mời anh Siro vào trong đây chơi Bad World của mình nè. Rồi ok rồi. Rồi đâu? Vô anh ơi, vô nha. À, phòng phòng 1 đi anh. Phòng 1 đi, mình vào phòng 1 đi. Ok, vào phòng 1 nè. Đây các bạn ơi, bạn coi nè, đây. Đây chính là anh Siro nè các bạn. Đó, anh Siro chúng ta đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào đây chơi game nha anh em. À khoan, đợi tắt mic đã. Ok các bạn ơi. Và bây giờ anh Ro đã vào trong cái bẫy của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau join anh Ro nha các bạn. Tắt mic gì vậy? Ủa, em tắt mic, em nói chuyện với mấy bạn fan tí, không có gì đâu anh. Ok ok các bạn ơi. Chuẩn bị join thôi các bạn ơi. Mấy bạn cứ yên tâm nha. Cái khúc nào á mình nói chuyện á thì anh Ro không nghe được đâu. Mình bật mic lên thì anh Ro mới nghe được. Đó. Ok vào nào. Ok, mình đang ở bên đội màu cam mấy bạn ơi. Còn Ro đang đội nào ta? À, Ro đang bên đội màu xanh lá cây. Đâu rồi đội màu xanh lá cây, để xem coi. Màu xanh lá cây là bên nào ta? Bên kia à? Ủa không phải. Bên đây là màu tím. À, màu xanh lá cây trước mặt mình nè các bạn. Ok ok rồi rồi rồi. Được rồi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chọn Ro nha anh em. Chọn Ro hay nào anh em ơi. Để mình chỉnh game mất 1 nha. Game mất 1 nè. Đó, bây giờ mình có thể bay được nè anh em. Đó, bay lên bay xuống luôn. Mình có thể gọi là lấy được đồ luôn nè, thấy không? Đó, quá trời đồ luôn. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chọn Ro nha anh em. Let's go. Ok, bây giờ mình sẽ lặn xuống dưới đây nè anh em. Sau đó mình sẽ bay qua nhà Ro nha. À, bay qua nhà Ro, bay qua nhà Ro nè. Tim màu xanh mấy bạn ơi. À, đây, bên đây là nhà của Ro nè. Khoan. Mình phải uống thuốc tàng hình vô đã. Mình sẽ dùng một cái lệnh nha anh em. Mình sẽ dùng một cái lệnh là lệnh tàng hình nha. Rồi ok các bạn ơi. Mình đã tàng hình rồi đó các bạn. Nhưng mà mấy bạn vẫn có thể thấy được mình. Nhưng thật ra mình đã tàng hình rồi đó các bạn, không tin đúng không? Mình sẽ đi xuống dưới bên nhà anh Ro mình cho bạn xem nè. Đây đây, ông Ro đâu ta? À, ông Ro đây. Đây mình đứng trước mặt ổng cho bạn xem nè. Ổng sẽ không thấy mình đâu. Bởi vì mình đã tàng hình rồi anh em ơi. Đó. Thì cái lệnh tàng hình này á thì chỉ có một mình thấy được mình thôi. Đó, chứ ông Ro không hề thấy được mình. Ôi ông Ro ông đang đặt lắp các bạn. Ông đâu nhỉ? Ôi ông kìa, ông kìa. Ok mình sẽ đặt bị lóc. À gì anh? Ê server bị lỗi mày ơi, tao đặt hai lóc nó bị bể nè, đâu xanh. À chắc là lâu bị lắc á mà, không gì đâu anh, nó bị lắc thôi à. Ok bạn ơi. Ông Ro ông vẫn không biết mình cho đọc. Ok ok, đây ông đang chạy qua nè, ông bây giờ nhảy qua cái mình sẽ đặt lóc liền. Ê, trời, không kịp rồi các bạn ơi. Ông này ông nhanh quá. Đúng là bro bắt cua của Hero Team có khác. Nhảy nhanh ghê các bạn, nhảy một phát một qua luôn. Ok từ để mình qua mình cho nóng. Ok, Ro đang đi qua đây lấy kim cương các bạn ơi. À đúng rồi, mình có trò này cho anh vui hơn nè anh em. Mình sẽ lấy cho mình gọi là thật là nhiều kim cương luôn. Ok bây giờ mình sẽ lấy cho mình là quá trời kim cương luôn anh em. Mình cho Ro nha. Ok rồi. Ok rồi, rồi chạy về nhà rồi các bạn ơi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ thả kim cương ở trong nhà của Ro nha. Thả kim cương nè. Thả kim cương quá trời trong nhà ổng luôn. Không biết ổng có nhìn thấy không ta? Ro ơi, sau lưng kìa Ro, lượm đi Ro ơi, Ro ơi, Ro. Trời, ổng không thấy các bạn ơi. Trời ơi trời. Thôi lượm đi, lượm đi. What the fuck? What the fuck? Ê Phong ơi, Phong ơi, Phong ơi. Hả gì anh? Hình như game lỗi thì em ơi, kim cương quá trời nè. Kim cương quá trời hả? What? Ủa em qua em lượm thấy ít lắm mà, đâu có nhiều đâu.
Ôi chết rồi, Rô đang bị tấn công mày ơi. Ồ mày quay quá, ông có được đồ rồi. Phong ơi. Sao anh? Trời, tao kêu mày trả lời chứ tao biết mày. Tự nhiên anh có 2 stack kim cương ở nhà anh nè. 2 stack kim cương quá, sao nhiều quá vậy? Ủa em không biết gì luôn á. Trời ơi, lão cái gì? Mấy bạn ơi, Rô kiểu sao ta? Từ trước giờ Rô cứ tưởng rằng chúng ta chỉ luôn luôn sinh tồn trong đây, nhưng Rô không hề biết rằng mình có thể chỉnh được sáng tạo trong bếp của các bạn ạ. À, Rô đang gọi là rất là gọi là tha thiết gọi là lắp nhà các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho nó bằng cách nào nữa đây ta? Cho anh bằng cách nào nữa nha. À đúng rồi, bây giờ mình sẽ đặt thật là nhiều Iron Man trong nhà ổng, cho mấy con Iron Man quýnh chết ổng luôn. Hợp lý. À, ok rồi, để mình bay vô nhà ổng nè, mình lượm sắt với vàng của ổng nè, sau đó mình sẽ chế sắt ra thật là nhiều luôn. Mình sẽ lấy thật là nhiều sắt luôn mày ơi. Lấy thật nhiều sắt. Ok, mình sẽ lít vào con dân làng, sau đó mình sẽ mua cho mình một con golem mấy bạn ạ. Đó, một con golem. À không, mua 2 con luôn đi cho nó nhiều. 2 con golem luôn. Sau đó mình sẽ lấy cho mình thêm hắc điện thạch nè. Ok, mình chờ ổng đi vô nhà đi, mình sẽ lắp cái nhà ổng lại nha. Bây giờ ổng đang đi lấy kim cương hay gì á bạn ơi. Ôi. Ôi trời. Ổng nhảy ra ngoài được mày ơi. Trời ơi, ổng này ghê thiệt. Ok. Trời ơi, ông giết luôn con golem của mình rồi. Rồi xong, ông giết luôn con này luôn quá. Ui, trời ơi bạn ơi. Ông Rô này, ông không phải dạng vừa bạn ơi. Ông biết chơi bad world nha, ông biết bắt cua nha. Ông này hơi bị ghê đấy. Cho nó ổng hơi bị khó bạn ơi. Ok, không sao cả. Ui, ông đang đập ra kìa. Ok, từ từ. Hình như là có ông nào đang qua nhà anh Rô. Chơi ăn gian hả em? Đi dời liền. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gọi là lấy TNT nè. Mình sẽ đặt vô trong nhà của Rô nha. Ok, mình sẽ canh lúc mà ổng đang làm gì đó mình sẽ đặt ra. Ui, ông Rô giật mình bạn ơi. Ok, lấy nhiều đó bạn, đặt xuống qua đây luôn. Hả gì Rô, anh kêu em hoài vậy, cái chuyện gì vậy? Game lỗi đâu, em thấy game bình thường mà, em chơi game thấy bình thường mà, có bị lỗi đâu. Game lỗi rồi. Lỗi hả? Trời ơi, sao bị lỗi vậy ta? Mấy bạn ơi, ông Rô ổng vẫn không biết chuyện gì xảy ra hết. Từ nãy giờ bên nhà anh Rô bị phá quá trời luôn mà ổng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thôi, bây giờ là mình sẽ cho ổng một cú chí mạng luôn nè. Mình sẽ gọi là lấy gì ta? Hắc điện thạch nè. Đó, rồi sau đó lấy thêm một cái xô dung nham nữa. Rồi ta xô dung nham nè. Ok. Rồi, mình sẽ đi vào nhà ổng. Ôi, ổng đi ra ngoài ơi, từ từ. Bây giờ mình phải cho ổng vào nhà mới được. Đi xuống, đi vào nhà đi. Ê, vậy mà ổng cũng lên được, phải rồi. Đi xuống. Ok rồi, ổng đi xuống rồi bạn ơi. Okay. Lắp lại nhanh. Game lỗi đâu lỗi, em chơi bình thường mà. Ok. Đổ vô nhà ổng. Rô ơi, có chuyện gì vậy Rô? Không biết, tự nhiên là ma đùa thứ nó xuất hiện nhanh quá trời luôn em. Em đâu biết gì đâu Rô, cứ bình tĩnh mà chơi game nha. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, vậy mà ổng cũng ra ngoài được nữa. Thôi kệ ổng, cho ổng chết cháy luôn mày ơi. Ok rồi, mình sẽ đi theo, mình chăm lava cho ổng chết luôn. Chăm nè. Ông Rô, ổng đang không biết chuyện gì xảy ra hết các bạn ơi. Ok bạn ơi, bây giờ là mình sẽ gọi là phá luôn cái giường của ổng luôn nha. Đó, phá luôn giường của ổng luôn cho ổng sợ. Ok, đập ra nè. Phá luôn cái giường ổng luôn. Bây giờ mình sẽ giết ổng luôn nha. Giết luôn, chừa sống làm gì. Lắp hết lava trong nhà ổng luôn. Rồi, chết rồi. Kỳ này Rô chết chắc. Rô chết chắc rồi. Xong, chết rồi. Lắp lava nè. Rồi xong, Rô chết chắc các bạn ơi. Lắp lava nè. Rồi xong, chết. Chết queo luôn. Ok, để mình bật mic lên. Ơ, Rô ơi, sao anh chết vậy Rô? Em lỗi rồi, Tom ơi. Hả, nhà anh sao? Ủa, sao anh chết rồi kỳ vậy? Tự nhiên em thấy anh đánh hay lắm mà sao anh chết rồi kỳ vậy? Mày nhìn cái nhà anh kìa, nó ma không kìa mày đâu rồi. Ok bạn ơi. Và mình đã cho anh được Rô sắp mặt luôn các bạn ơi. Thật là tội nghiệp cho Rô. Bạn nào thấy tội Rô thì mấy bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Còn bạn nào thấy mắc cười thì cũng đừng quên bình luận lại cho mình biết luôn nha. Nói chung là mình lâu lâu mình cho anh Rô một lần vậy thôi, chứ mình không có cho anh nhiều đâu. Cho nên là mấy các bạn fan của Rô thì cứ yên tâm nha, mình không cho anh Rô nhiều đâu. Ok, và mình nghĩ rằng là video này cũng đã dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mình subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đẹp
này anh được 1 triệu subscribe nha anh em. Và anh em cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của anh Siro và cái thành viên của Hero Team để đăng kiếm hộ cho mọi người nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt.